Ngày 16 tháng 3 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Nhâm Dần, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có buổi họp mở rộng với các ban trực thuộc Ban Trị sự thành phố Thủ Đức và 21 ban trị sự Phật giáo quận huyện về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lần 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi họp. Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh trình đề án kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Ban Thường trực thông qua ngày 7 tháng 3 năm 2022 để trình Trung ương Giáo hội. Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2022 nhằm 19 và 20 tháng 5 năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc tự nhằm tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022, đề ra chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027, suy cử tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới. Ban chứng minh đại hội dự kiến cung thỉnh 11 vị giáo phẩm trưởng lão. Ban tổ chức đại hội do trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm trưởng ban, kiêm trưởng tiểu ban nhân sự, cùng các vị phó ban, ủy viên, thư ký và 19 tiểu ban được giới thiệu nhân sự trách nhiệm cụ thể. Chủ đề đại hội: kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển. Dự kiến đại biểu chính thức tham dự đại hội sẽ tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Thượng tọa Thích Thiện Quý, phó ban kiêm chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo thành phố, trình bày tiến trình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 10. Thượng tọa cũng thông báo Ban Trị sự Phật giáo thành phố Thủ Đức, 21 quận huyện lưu ý về đề xuất khen thưởng các cấp, việc trình danh sách tướng phong giáo phẩm theo hướng dẫn của Giáo hội thành phố Hồ Chí Minh. Trong phiên họp, Thượng tọa Thích Tâm Hải, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trình hội nghị kế hoạch công tác truyền thông, báo chí được Ban Thường trực phân công, đặc biệt là về phim tài liệu dấu ấn 40 năm hình thành phát triển của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh về tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ 10. Dịp này, trưởng lão Hòa thượng đã nêu vấn đề và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể tăng ni tham dự buổi họp, thống nhất tiêu chí giới thiệu chọn nhân sự tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 sắp tới. Với tư cách trưởng tiểu ban nhân sự, trưởng lão Hòa thượng mời tất cả các vị giáo phẩm trưởng ban trị sự 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức tham gia làm ủy viên của tiểu ban quan trọng này nhằm chọn và giới thiệu nhân sự một cách tốt nhất, toàn diện cho nhiệm kỳ mới. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã lấy ý kiến tất cả đại biểu tăng ni tham dự đều biểu quyết đồng thuận với các tiêu chí trên trong tinh thần nhất tâm và hoan hỷ.